Network and now maybe timeout. Đấy, các bạn tải cái config tool v4.11.3. Khi bị lỗi thì các bạn tải cái phiên bản config tool v4.11.3. Xong các bạn làm lại. Đây, bản này không cài đặt nhé. Bản này là bản tải về là dùng luôn chứ không cần phải cài. Đây nhá, con cam của mình là con số 6 1.192 168 1.86. Bây giờ mình đang xét con cam này là IP đuôi là 86 nhá. Các bước này thì các bạn làm bình thường. Đấy, nó báo lỗi chấm than vàng kìa. Bây giờ mình nhập mật khẩu của nó nhá. Nếu cam mà có mật khẩu ở trên thân thì mọi người phải nhập đúng cái mật khẩu đó. Còn nếu mà cam không có mật khẩu ấy thì mọi người có thể đặt tùy ý. Đây. Bây giờ nó lại lên mục số 4 nhá. Nó đang là .1.12 kìa. Đây nó lại về .6 này. Đây nó lại về mục số 6. Cột 6. Mình vào thử cái IP cho nó xem có vào được không nhá. Không vào được. Tức là bây giờ mình sẽ đổi nó về .86 192.168.1.86, nhưng nó chưa chịu này. Nó chưa đổi được. Con này là con cam iMount F22EP. Đây mình đổi về như thế này nhưng mà nó chưa chịu. Khi nào nó phải tiếp dấu V. Đấy, rồi lên dấu V màu xanh đây nhá các bạn. Như vậy là được này. Thì bây giờ mình làm mới lại này. Đó, nó lên chỗ cột số 4 kìa. .1.86 kìa. Đó, đổi được như thế này thì mình mới truy cập được vào cam nhá. Phải xem được. Cam phải xem được. Đây, bây giờ mình vào mình xem nhé. 192.168.1.86. User thì là admin rồi. Còn mật khẩu là trên thân camera nhé. Rồi, step OK.